ai xung quanh. Nếu không thì cứ nhờ một người á ha. Rồi chị thấy có người mời Hà rồi kìa, mời Hà cho bằng tay. Hà ơi, có thọ tam quy ngũ giới được không? Không biết cô Hà có giơ tay được không ạ? À? Xin mời nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con được không ạ? Dạ, cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Quang Thanh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin thay mặt lớp học được tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa Iti bi so phagawa arahang samma sambuddho vicca charana sambanno sugato loka vidu anuttaro burisa dhamma sarati satta deva manussanang buddho phagawati Sokha to phagawata dhammo Sa-kha-to-pha-ga-wa-ta-tham-mo-sang-di-ti-ko-akka-li-ko-e-hi-pa-si-ko-o-pa-na-si-ko-pa-cha-tang-we-di-ta-po-wing-nyu-hi-ti-ng Sa-mi-chi-pa-ti-pa-no-pha-ga-wa-to-sa-va-ka-sang-kho Za-di-dang-cha-ta-ri-bu-ri-sa-yu-ga-ni-at-ta-bu-ri-sa-bu-ga-la-e-sa-pha-ga-wa-to-sa-va-ka-sang-kho Ahu-nay-yo-pa-hu-nay-yo Đắc-khi-nay-yo-anh-cha-ri-ka-ra-ni-yo Anuttarang-bun-nyak-khet tăng lô ca sa tiên quan đa mi chế ti giang sắp bằng sắp bát hà nề su bát ti ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bút tha ru bằng sa ca lăng sa đa Sắp bê sát ta a quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu a bách cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha du kha hồn tu a rô ga hồn tu sam bát tì hi sa mê chan tu su khi át ta năng ba ri ha răng tu đúc kha bát ta cha nít đúc kha pha giáp bát ta cha ni pha già so cáp bát ta cha ni so ca hồn tu sa bê bì bà ni nô dạ nam mô bút tha dạ con kính đảnh lễ sư thanh tâm dạ con xin thay mặt đạo tràng tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới ạ u ca sa ma yang phành tê quy sùng rắc khá na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma đu ti dầm bi ma yang phành tê quy sùng rắc khá na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma ta ti dầm bi
ma dằng phành tê quy sùng rắc khá na thà giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sangharang saranang gacchami. Dutichaṃ vi buddhaṃ saranang gacchami. Dutichaṃ vi dhammaṃ saranang gacchami. Dutichaṃ vi sangharang saranang gacchami. Tatichaṃ vi buddhaṃ saranang gacchami. Tatichaṃ vi dhammaṃ saranang gacchami. Tati chăm bi sang gang sara nang gat cha mi. Nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga qua tu Arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Ti sarana gahanang paripunang bana ti bata weramani sika padang sama diyami. Adina dana weramani sika padang sama diyami. Kame sumicca cara weramani sika padang samadhiyami. Musawada weramani sika padang samadhiyami. Surame raja macappamadathana weramani sika padang samadhiyami. Ba na ti ba ta we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. A di na da na we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Ka me su mi cha cha ra we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Musawada weramani sikha badang samadhiyami. Surame raja macchappa madathana weramani sikha badang samadhiyami. Imani pancha sikha badani sadukang katwa appamādena niccakālaṃ sammārakkhitappaṃ.
Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải văn chữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatinjanti, sile na pogasamvada, sile na niputinjanti, tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo con xin được thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamangena vandeham badabang sungvarottamang buddheyo khalito doso buddho khamatutang mamang. Uttamangena vandeham thammang chaduvithang varang thammeyo khalito doso thammo khamatutang mamang. Uttamangena vandeham sanghaṃ ca duvithottamaṃ saṅkheyo khalito doso saṅkho khamatutaṃ mamaṃ. Dạ, con kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa buddha nubhavena sada sotthi bhavantu te. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa dhamma nubhavena sada sotthi bhavantu te. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa sangha nubhavena sada sotthi bhavantu te. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ giá, lễ bái, cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, phần lễ bái tam bảo được tóm tắt đã xong. Dạ, con xin trao mic lại cho MC Nguyên Như Nguyên Trang ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính trao mic lại. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ, con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ Thanh Tâm. Dạ, con xin kính mẫn lễ sư Pháp Thanh vừa mới vào đạo tràng. Dạ, thưa con xin kính chào toàn thể vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô Arahato samma sambuddhassa nakmo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa nakmo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Brahmacalokatipati sahampati katanjali antiwarang aya jatha santi thasantam parajang kajatika dese tu thammang anukambimang bajang
Sang tham ma phê rinh quy nha dành cha cả dân suốt tán cha bán thăng á phì tham ma chạm măng a cô ta dành tô cha tu sanh cha đành đăng bắp bồ thà nê dê ba rì xa dạ mạnh chê Phạm thiên ngậm ngùi khẩn khoản phân nhân lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quy lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lòng giả ngài dời trường sang. Thuyên pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, đường nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ơn phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nắc mô Bút Tha Giá, Nắc mô Tham Mà Giá, Nắc mô Săn Kha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Săn Kha Giá. Kính lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính chào tất cả quý tôn nữ và quý phật tử. À, hôm nay thì chúng ta học cái phần cuối trong bát chánh đạo gồm có ba chi: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ba cái chi phần này nằm trong cái phần định. Thì tinh tấn là nói về sự tu tập của tâm đối với các cái thiện pháp, có một cái sự nhiệt tâm nỗ lực để thúc đẩy các cái chi phần khác và duy trì sự nỗ lực này để đạt kết quả tốt đẹp. Thì cái chánh tinh tấn thì nó có cái gì để bài trừ cái sự giải đãi dễ vui, ngăn ngừa những cái bất thiện không có thể sanh khởi. Rồi cái chánh niệm là sự phần tu tập về tâm để ghi nhận tất cả các đối tượng xuất hiện qua và các căn ghi nhận một cách rõ ràng, không lẫn lộn, nhìn xấu, không có ghi nhận cách cạn cợt ở trên cái tục đế mà mình nhìn thấy, phân biệt rõ ràng đối tượng là danh hay là sắc, sanh trụ diệt trong các cái giai đoạn của đối tượng ghi nhận một cách rõ ràng. Rồi sao cái niệm nó phải giữ vững liên tục trên cái đối tượng, không có cái niệm luôn luôn là phải một cách mạnh mẽ liên tục. Cái niệm này đó, nó phải nhờ cái sự hỗ trợ của cái sự nỗ lực, cái tinh tấn trên cái đối tượng
Nếu mà trong một giây phút mà cái vị hành giả quể quải dễ vui thì cái chánh niệm nó bị sao lãng, cái niệm nó mất đi cái sự mạnh mẽ, mất đi cái niệm lực. Rồi cái chi cuối cùng là chánh định. Chánh định là cái sự biết là tâm vững vàng an trú trên đối tượng, tâm có không có sự phân tán. Cho nên là ba cái chi này đó nó nằm ở trong cái thần định. Thì vị thấy rằng cái đặc biệt ở đây đó, cả ba cái chi pháp này nó đều nằm ở trong cái ngũ và ngũ lực. Thì chính nhờ cái sự mạnh mẽ đó của tinh tấn, của niệm, của định, ba chi phần này vững vàng mới đưa đến cái chánh kiến, tức là cái tuệ giác để đạt đến cái chánh tri kiến để giải chấm dứt sanh tử luân hồi. Nên đó là một vị hành giả chúng ta phải biết các cái chi phần này để mà chúng ta thực hành. Phần nào giới, phần nào định, phần nào tuệ, chúng ta phải biết để mà chúng ta thực hành từng bước để đạt đến cái sự thành quả cao tổ, tốt đẹp. Cho nên là kể thì theo từng tự, nhưng mà đó có những cái chi pháp chúng ta phải thực hành từng bước, cái nào trước, cái nào sau, từng tự để phát sanh đến những cái kết quả tốt đẹp. Cho nên là chúng ta phải biết trong các cái chi phần cho nó nắm vững để chúng ta không có lẫn lộn. Còn nếu không á thì cái đáng lẽ phải thực hành trước mà mình thực hành sau, cái sau mà mình thực hành trước, thì khi mà nó lẫn lộn như vậy đó, cái sự thực hành, sự thực tập của mình á, nó không có được kết quả tốt đẹp. Thành ra đó, trong những cái chi phần trong những cái chi phần kể ra thì có lúc những cái chi phần này được đề cập đến trước, nhưng mà trong cái thực tế đi vào cái pháp hành thì những cái chi phần này là nó sanh khởi do những cái chi phần khác đưa đến. Thành ra chúng ta đừng có quá chú trọng vào cái kinh điển, tại vì có những lúc thì những chi phần này được đưa ra trước để cho thấy cái tầm quan trọng, nhưng mà đó khi mà đi vào cái thực hành thì phải theo cái trình tự thứ lớp nhân quả. Cho nên là có những cái ví dụ như trong kinh nói là tuệ giới mới định, nhưng mà trong nhiều bài kinh thì Đức Phật đã nói rồi, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Chẳng qua là có những cái phần đó đưa lên trước để thấy cái tuệ nó là cái điều quan trọng. Chứ còn bây giờ thí dụ như mà trường hợp bây giờ quý vị muốn nhìn
rõ một cái vật nào đó, một cái đối tượng nào đó, thì sao? Thì phải có một cái nguồn sáng, à, nó tập trung soi rọi đúng trên cái đối tượng đó thì mình mới thấy rõ. À, thì giống như cái phần định nó là cái bàn tay nắm lấy đối tượng, nhưng mà phần tuệ là cái quan sát rõ đối tượng đó. À, khi mà cái định là giống như cái nguồn sáng tập trung trên đối tượng. À, cái nguồn sáng này nó không có quá rộng xung quanh. Khi mà cái nguồn sáng mà nó quá rộng xung quanh á, thì sao? Cái đối tượng nó không có thấy rõ. Cho nên nó là cái định giống như là cái bóng đèn đó, là tập trung cái nguồn sáng trên cái đối tượng đó thôi. À, để cặp mắt mình mới quan sát, à, mình mới thấy rõ được cái đối tượng nó như thế nào. À, cho nên á, là à, có những lúc chúng ta phải à, dựa vào pháp hành. À, thì trong cái pháp học và pháp hành, à, thì có những cái á, nó không có mâu thuẫn, nhưng mà có những cái trình tự cần phải thay đổi. Thì chúng ta hiểu biết như vậy để chúng ta đừng có thắc mắc hoài nghi. À, tại sao mà trong kinh nói là chánh kiến, chánh tư duy, à, nhưng mà rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, à, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, à, tại sao? Tại vì á, khi mà nói về cái giải thoát, bây giờ cái trường hợp mà quý vị á, muốn chặt đứt, à, muốn cắt đứt được một cái vật nào đó, thì quý vị phải sử dụng gì? Phải sử dụng cái dao, à, cái gươm, à, đó. Thì chính nhờ cái gươm á, cái dao phải thật sắc bén, à, thì mới cắt đứt được. À, cho nên nó là khi mà nói về cái giải thoát thì phải kể về cái tuệ trước. À, thánh đạo, bát thánh đạo thì phải kể về cái chánh kiến trước. Tại vì chính nhờ cái tuệ giác, cái chánh kiến này nó mới có công năng để mà sát tuyệt, à, cắt đứt được, phá tan được vô minh và phiền não. Thấy không? Nhưng mà nếu mà không có cái sức mạnh, cái tay nắm cái thanh gươm, thấy không? Thì làm sao mà cái thanh gươm nó có thể nó cắt đứt được. Đó, cho nên á, à, giống như à, mình nói à, một cái vật nào đó mình kể tên, à, nhưng mà mình đâu có thể kể hết chi tiết cái bộ phận của cái vật đó. À, ví dụ như bây giờ mình nói là quả tiễn, à, quả tiễn, à, tên lửa, thì trong cái quả tiễn, cái tên lửa này đó, là nó có nhiều cái bộ phận, à, để thúc đẩy đưa cái tên lửa đó, à, có thể bay xa, à, vượt thoát cái lực hút của quả địa cầu, không? Nhưng mà nếu mà chỉ có cái bộ phận mà lửa không thì làm sao mà nó có thể bay xa được? À, nó có những cái bộ phận điều khiển để bay đúng hướng, à, đúng quỹ đạo. À, thì như vậy nó mới vượt thoát ra được. À, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. À, thì trong cái đời sống thì chúng ta phải có
sự hiểu biết để mà từng bước để mà mình tu tập để đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Ví dụ như bây giờ chúng ta phải có sự nỗ lực gìn giữ về cái giới trước. Thì khi mà tu giới là chúng ta trao dồi để thanh lọc, sửa đoạn tam nghiệp ở trong chính bản thân mình. Rồi chúng ta an trú theo những cái điều mà Đức Phật đã chế định để cho cái phần giới được tốt đẹp. Thí dụ như là phải gìn giữ những cái học giới căn bản, rồi phải thu thúc lục căn, rồi phải gìn giữ cái giới của mình thọ trì. Thí dụ như người cư sĩ thì cái giới căn bản là ngũ giới, bát quan trai giới, rồi tùy theo những cái vị xuất gia ở cái phần nào thì chúng ta phải gìn giữ trọn vẹn những cái học giới của trong cái của mình, để thứ nhất là để sửa đổi, ngăn ngừa không có phạm vào những cái điều học mà Đức Phật đã chế định. Rồi thứ hai là gì? Chính những cái học giới này nó là cái nền tảng khi chúng ta có cái phẩm hạnh tốt đẹp thì chúng ta hoàn tất cái tu thân, gìn giữ cái oai nghi phẩm hạnh cho được tốt đẹp. Rồi đến lúc chúng ta phải phát triển được cái tăng thượng giới, gìn giữ coi như là trong nội tâm chúng ta không bao giờ có những cái tà tư duy, những cái suy nghĩ bất thiện nó sanh khởi. Rồi chúng ta phải tu tâm, là trao dồi cái ý nghiệp bằng cách an trú cái tư tưởng trên các cái thiện pháp, trừ khử những cái bất thiện. Thì khi mà chúng ta có sự nỗ lực tu tập hướng về những cái thiện pháp á, thì nhờ cái sự nỗ lực này mà mỗi ngày cái thiện pháp của mình nó được mạnh mẽ. Giống như chiếc xe đó, khi mà chúng ta có sự cố gắng, chúng ta nỗ lực, chúng ta hướng về cái mục đích, cái mục tiêu của mình, thì mỗi lúc chúng ta cố gắng nỗ lực như vậy đó, tạo thành cái trớn để chiếc xe nó có thể chạy nhanh hơn. Nhưng mà những cái bất thiện mà nó sanh khởi, dễ vui giải đãi, phóng vật, khi mà nó sanh khởi là nó là cái trở lực, cái chướng ngại, nó cản trở cái sự tiến bộ của cái xe đó. Thành ra đó, chúng ta phải cố gắng nỗ lực từng bước mỗi ngày chút gìn giữ cái tâm của chúng ta luôn luôn hướng về cái mục đích, cái sự tu tập để hướng đến cái con đường giải thoát. Thì chúng ta cố gắng nỗ lực thì chính nhờ cái sự quân tập thường xuyên thì cái lực càng ngày nó càng mạnh lên. Rồi từ cái tu tập
về giới, tu tập tâm hay là định nha, thì mới phát triển được cái tuệ giác. Thì khi mà có những cái điều kiện tốt đẹp từ cái những pháp căn bản nền tảng thì như vậy á, cái tuệ giác nó mới có đủ sức mạnh để phá tan đi, diệt trừ những cái ô nhiễm, mới đạt đến cái giải thoát. Cho nên là chúng ta phải tu tập theo từng bước, hay là tu về trí văn, thính pháp, học pháp, rồi trí tư là thẩm nghiệm pháp, suy tư về những cái nghĩa lý, những cái điều mà mình đã học, rồi tu tuệ, nó là thành quả. Cho nên là trí văn, rồi trí tư, văn tu tư với trí văn, trí tu, trí tư, thành ra đó cái thành quả, tức là cái đạo quả, là nó phải đi từng bước. Khi mà chúng ta có sự nỗ lực học hiểu để biết những cái điều mà mình chưa từng biết, rồi mình phải suy tư về những cái điều mình biết theo nghĩa lý, rồi cái đi vào thực hành. Cho nên là pháp học và pháp hành mới đi đến cái pháp thành. Cái pháp thành nó là cái thành quả để cho chúng ta biết rằng cái sự học, cái sự thực hành của mình nó như thế nào, cái thành, pháp thành nó là phản ảnh về cái sự nỗ lực, cái sự học tập, cái sự thực hành của bản thân mình. Cho nên á, là cái sự tu tập chúng ta đó, cái con đường mà giải thoát đó, thì rất là xa vời. Chứ không phải một ngày một bữa mà chúng ta có thể đạt được. Thì trong kinh cũng có nhiều vị chỉ cần Đức Phật hơi gợi, Đức Phật nói một câu ngắn gọn, hay là chỉ nghe một bài pháp có thể đặt. Nhưng mà quý vị biết rằng những vị này đã tạo trữ các cái pháp độ, rồi người ta đã thực hành tu tập về giới định tuệ rất rất nhiều rồi. Cho nên cái kiếp cuối cùng người ta mới gặp được Đức Phật và chỉ nói một câu ngắn gọn mà ta đạt được. Chứ còn không có cái gì mà tự nhiên mà nó có thể có được. Phải có gieo nhân, phải có dung bồi thì đến lúc nó mới cho cái kết quả. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết như vậy, và chúng ta không có nên chảnh mãn, dễ vui giải đãi, mà chúng ta phải từng bước. Nếu mà chúng ta nôn nóng vội vàng quá thì cũng không đúng, mà đi theo cái con đường trung đạo, từng bước thuận pháp, tùy pháp, tùy theo điều kiện trí tuệ, tùy theo điều kiện sức khỏe mà chúng ta thực hành những cái pháp mà phù hợp với bản thân, với điều kiện của chính mình, để đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Chứ không nên mà dễ chảnh mãn cũng là không đúng, mà nôn nóng vội vàng cũng là một cái thái độ
không có đúng đắn trong cái sự thực tập. Cho nên chúng ta đi theo cái con đường trung đạo mà Đức Phật đã dạy, chúng ta từng bước nỗ lực thực hành thì sẽ đem đến những cái kết quả tốt đẹp. Thì qua cái phần cuối cùng về chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cũng xin chia sẻ quý vị đôi điều. Và giới phước báo này kính cầu mong chư tuần đức pháp thể cho nghe, cũng kính chúc quý tuần nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, có thêm được những cái hiểu biết, những kinh nghiệm để áp dụng trong cái đời sống tu tập, để đem đến những cái lợi lạc tốt đẹp và hướng đến cái sự giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con Nghi Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Pháp Thanh đã cho chúng con bài học ngày hôm nay về tiếp tục về Bát Chánh Đạo ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng có những thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay, có thể giơ tay hỏi trực tiếp với sư, hay là có thể chat trên màn hình. Và con xin đọc câu hỏi ạ. Và con kính mời đạo tràng. Kính mời Huynh Thính Phá, kính mời Huynh Nhan Nhất Hạ, kính mời anh Kevin, kính mời Tịnh Tâm, kính mời Sức Hà. Dạ, Nguyên Trang kính mời chị Hồng Nhung, Sức An Nhiên. Dạ, con kính mời ạ. Ấy, không có bàn tay. Dạ, sao không có bàn tay vậy ta? Mời Huynh Kính Phá. Nguyên Trang không biết có Huynh có câu hỏi không ạ? Mời Nguyên Trang. Trời, sao tự nhiên ai cũng mời. Để con coi có bàn tay không? Dạ, không có bàn tay, đen lưỡi. Dạ, con hỏi mời. Rồi, thôi có bàn tay. Sao thú anh Kevin hên quá. Rồi, Nguyên Trang kính mời nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca, Giá con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con kính lễ Sư Thanh Tâm, con kính lễ Sư Pháp Thanh, con kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, giống như hồi hôm qua câu hỏi của cô Kim Nhung, có nhiều lúc có người hỏi con một câu hỏi gì đó, nhưng mà rồi con trả lời, nhưng mà trong đó đó cái ngụ cái trong đó đó là cái ví dụ như là nói về ăn đi, giống như cái câu chuyện mà Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây, rồi một vị thợ săn đi, rồi Đức Phật thấy một con nai, rồi vị thợ săn chạy đến hỏi Đức Phật có nhìn thấy con nai hay không, thì Đức Phật nói lúc mà tôi đứng lên thì tôi không thấy con nai. Thì cái phần đó con hiểu, nhưng mà có nhiều lúc con câu trả lời của con á thì cũng giống như là con không thấy con nai, nhưng mà con không có nói cái phần là lúc từ lúc nào con không thấy cái con nai. Vậy như vậy có phải là vọng ngữ nói dối không sư? Nhưng mà trong cái tâm của con á, là con nói con trả lời cái câu đó đó, thì trong cái tâm của con nói từ lúc này con không có thấy con nai. Nhưng mà con không có nói cái chữ từ lúc này, mà con chỉ nói trỏng là con không có thấy con nai. Nhưng mà trong cái tâm của con thì nghĩ rằng là câu trả lời của con là từ lúc này con không thấy con nai. Vậy như vậy nó có được không sư, hay là có sự có cần gì, có cần sự sai gì trong đó, xin sư giảng dạy ạ. Dạ kính tri ân sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì sự thật ra đó, chúng ta có những cái lúc đó, chúng ta dùng cái ngôn từ nó thiếu cái tính chất của quá khứ hiện tại ha. Rồi có đôi lúc đó là cái tâm mình nó suy tư, mình hoài nghi chứ còn sự thật ra đó là chúng ta khi mình quan sát, bây giờ mình nói mình không thấy, với cái ý là để mà mình có lợi lộc gì đó. Thí dụ cái trường hợp á, cái trường hợp bây giờ một người họ đánh rơi cái vật gì đó, đúng không? Nhưng mà vì cái tham muốn, vì tham muốn mình muốn chiếm đoạt cái vật đó, người ta hỏi mình có thấy không, mình nói mình không thấy, thì cái đó là hoàn toàn là nó là bất thiện rồi, không? Còn bây giờ cái con nai nó chạy thoáng qua, bây giờ mình nói là để gì? Để mình giúp cho một đàn tránh được cái bất thiện. Bây giờ nếu mình nói con nai nó chạy mới chạy qua đó, thì ông thợ săn rượt theo không có thể không sát hại cái con nai. Thì có là ông đó là ông tạo ra cái nghiệp sát sanh này. Mình vẫn biết rằng cái vấn đề này đó về nghiệp quả, thì cái của hai chúng sanh này đó. Nhưng mà đó, nếu mà chúng ta tu tập với cái tứ vô lượng tâm, thì cái tâm từ của mình nó không cho phép, không cho phép mình nói để mà gây tổn hại khổ đau cho một chúng sanh khác. Cho nên mình nói mình không thấy đây á, là để giải trừ những cái khổ đau chúng sanh khác, chứ mình chẳng có được lợi lộc gì hết. Đó, cho nên á, là có những lúc chúng ta nói, nhưng mà nếu mà mình nói rõ ràng, nó nói là từ lúc mà tôi đứng tới giờ tôi không thấy. Nhưng mà có đôi lúc á, trong ngôn từ mình bỏ qua cái phần xác định về cái thời gian. Nãy giờ từ lúc tôi đứng tới giờ tôi không thấy, hồi nãy nó chạy qua, lúc đó mình trong cái quay ngồi, nhưng mà bây giờ từ nãy giờ mình đứng lên mình đi thì mình không thấy. Cho nên nó là có những cái lúc á, cái tâm mình nó trạo hối, rồi nó sợ, nó hoài nghi về vấn đề mà mình không biết mình nói như vậy nó có phạm giới hay không. Thì mình phải xác định là cái gì? Cái tác ý. Cái tác ý này mình có cố ý mà mình nói dối hay không, là một. Cái thứ hai á, gì? Mình nói không đúng này nè, để mà mình có lợi lộc, hay là mình nói với mục đích gì, để chia rẽ, là hoặc là nói với cái này để gây tổn hại cho người khác. Thì cái đó là những cái bất thiện thì chắc chắn là mình phạm giới rồi. Còn cái này mình nói với cái tầm vô tư, để tránh đi những cái khổ đau tổn hại của chúng khác. Thành ra đó, có những lúc mình cũng phải biết, để hiểu biết, để mình không có hoài nghi về cái giới của mình. Cho nên á, thành ra khi mà chúng ta nói thì mình cũng phải xem xét. Mình đừng có vội quá, không? Mình từ từ. Bảy, các ngài hòa thượng, ngài nói sao không? Khi mà mình ai hỏi một vấn đề gì đó, mình phải
suy nghĩ để mình trả lời. À, mình không có nói một cách vội vàng quá. Có nhiều khi mình nói một cách vội vàng quá đó, thì không, nó thiếu cái trí tuệ, à, thành ra nó đem đến cái điều tai hại. À, mình cẩn trọng mà trong cái lời nói, thì không, khi mà à, đúng rồi, khi mà trong khi mình nói mà nếu mà mình có cái tác ý à, khôn khéo, tác ý với trí tuệ sáng suốt, à, thì sẽ đem đến những cái điều tốt đẹp, và nó không có làm cho cái tâm mình là hoài nghi à, về cái khẩu nghiệp của mình à, cho nên đó là chúng ta nói một cách hợp thời à, nói đúng pháp à, và với cái tác ý à, trí tuệ tốt đẹp, thì như vậy sẽ đem đến cái lợi ích. Và khi mà chúng ta có cái sự hoài nghi à, tạo hối, thì nói cái vấn đề đó mình nói để giúp cho cái chúng sanh khác thoát đi những cái ác nghiệp à, tránh đi những cái điều quan trái à, thì cái lúc đó là cái gì à, lợi người à, lợi người mà không có hại cho mình thì mình đâu có phạm, thấy không à, thành ra chúng ta phải cẩn trọng và nói, và với cái trí tuệ thì sẽ đem đến cái sự an ổn. À, xin trả lời cái giải đáp cái câu của chú Cận Sĩ Nam. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ. Dạ sa thú, dạ con thấy anh Kevin đã kính tri ân sư ạ. Dạ con kính cảm ơn huynh anh Kevin đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi về bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con chưa thấy câu hỏi. Dạ kính thưa sư, không có ai hỏi thì con hỏi ạ. Dạ kính thưa sư, con có một cái thắc mắc đó sư, là khi mà mình cũng như sư nói là giới sanh định, giới năng sanh định, rồi từ định thì mình sẽ sanh tuệ. Thưa sư, con muốn hiểu là cái định giữa cái thiền quán và cái thiền ở trong tác chính đạo mình nói về cái định đó là bao gồm luôn về thiền quán và thiền chỉ đúng không ạ? Dạ con kính thưa sư, có thể chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn được không ạ? Dạ con kính nhân mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và cái định này ở trong bát chánh đạo đó, hay là định trong bát thánh đạo, nó là định của thiền tuệ. À, tại vì cái định của trong thiền chỉ thì nó chỉ có công năng là đối trị với các pháp bất thiện tạm thời thôi. À, nó không có trừ tuyệt được. À, còn cái định á, cái định trong cái thiền quán á, nó mới đưa đến tuệ giác. À, thì cái định này đó, nó mới có sự hỗ trợ để mà sát tuyệt các cái phiền não. À, còn cái định an chỉ á, cái định an chỉ trong cái thiền định á, thì sao? Nó chỉ có đối trị tạm thời các cái phiền não thôi, nó không diệt được. À, bởi
người ta mới nói là định ở trong cái thiền an chỉ chỉ có cái công năng giống như đá đè cỏ. À, đá đè cỏ thì khi mà cái tảng đá mà nó đè đó, thì cái cỏ ngay chỗ đó nó không có phát triển được. À, nhưng mà nó không có chết hẳn. À, tại vì á, cái lớp mà nó không có hứng xương hứng nắng được á, thì nó tạm thời nó chết, nhưng mà cái mầm móng, cái cội rễ, cái gốc nó vẫn còn. À, đến một lúc nào đó mà cái tảng đá dời đi thì sao, thì cỏ nó lại mọc trở lại. À, cho nên á, là cái định đó nó có đưa đến cái sát tuyệt các cái phiền não. À, còn cái định trong thiền quán, thiền tuệ, thiền minh sát, à, nó bản thân nó thì nó không có diệt trừ được phiền não, nhưng mà chính nhờ nó mới hỗ trợ để mà cái tuệ sanh khởi, để mà sát tuyệt được cái phiền não mà mới đưa đến đạo quả. À, thì chúng ta phải phân biệt như vậy. À, cái nữa đó là cái định của cái vị hành giả trong thiền định, thiền an chỉ. À, thì sao, cái định sâu đến đối tượng mà những cái vị hành giả này thấy đối tượng qua cái tục đế. À, đất, à, màu trắng, màu xanh, màu vàng rồi gì đó, là nó là những cái ca xí ná, nó thuộc về cái tục đế mà, thành ra không thể nào mà phát triển tuệ được. Còn cái định của cái vị hành giả thực hành thiền minh sát, thiền tuệ, thiền quán, là cái định này á, nó tạo điều kiện để cho cái tuệ thấy được cái thực tướng. À, thực tướng, thực tánh rõ ràng của đối tượng. Hai cái nó khác nhau, phải không? Đó. Cho nên á, chính nhờ cái sự hỗ trợ của định, à, mà tuệ nó phát sanh, và tuệ thì nó mới có cái công, à, để mà sát tuyệt các cái kiết sử, à, để đem đến cái đạo quả, à, đem đến cái sự giải thoát. À, thì chúng ta phải phân biệt như vậy. Nhưng mà đó, à, có sự hỗ trợ cái tâm định, à, mặc dù là sát na định hay là thời định, à, nhưng mà phải có định thì mới đưa đến tuệ. À, nhưng mà chúng ta phải biết cái công năng của mọi cái loại định á, thì nó có khác nhau. À, trạng thái thì nó có giống nhau đó, nhưng mà cái công năng, à, thì nó có khác nhau. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nguyên Trang. À, nãy giờ mời hoài không ai lên hết, thôi giờ mình mời mình, phải không? Chúc cô Nguyên Trang nhiều sức khỏe, an vui ha. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư Pháp Thanh rất là nhiều ạ. À, sư đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. À, dạ con rất là hoan hỷ. À, dạ con thấy cái câu hỏi của hình như là Sích Quang Thanh. Dạ con xin đọc câu hỏi. Dạ thưa sư, con tác ý hồi hướng phước báo cho bà con mới mất, nhưng mà bà con chưa biết đến chư tăng, không biết Phật giáo nguyên thủy. Vậy bà con có nhận được phước bà con hồi hướng không thưa sư? Dạ, con kính dâng bích lại cho sư ạ, à, để sư có thể giảng dạy câu hỏi của Xích Quang Thanh. Dạ, sa thú Xích đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính mời sư ạ, à, con kính dâng bích ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Thầm Mày giá, nam mô Sầm Gà giá. À, khi mà mình hồi hướng đến những cái thân bằng quyến thuộc mà đã quá giảng á, thì không có đặt nặng đến cái người đó mà biết Phật pháp, không biết Phật pháp, mà bất
kỳ một cái tôn giáo nào, à, miễn là cái đối tượng mà mình hồi hướng đó, những chúng sanh này ở trong một cái cảnh giới, một cái điều kiện nào đó mà họ hướng đến, họ mong chờ cái sự hồi hướng phước của thân bằng quyến thuộc, thì họ sẽ nhận được. Thành ra đó, mình theo Phật giáo nguyên thủy, rồi mình sợ mấy thân bằng quyến thuộc là bên Bắc truyền hay là Tin Lành Thiên Chúa hay là cái gì đó, cái vấn đề đó nó cũng không quan trọng. Chỉ sợ rằng những cái chúng sanh này đó, do nặng nề về cái mê lầm tà kiến, rồi ở trong những cái cảnh giới mà nó không nhận được, không nhận được cái sự hồi hướng chứ thôi. Còn nếu mà bây giờ họ ở trong bất kỳ tôn giáo nào, nhưng mà lúc đó đó, họ ở trong những cái cảnh giới ngạ quỷ chẳng hạn, thì trong 13 loài ngạ quỷ thì có một cái loại đó thì nó hưởng được cái phước của thân bằng quyến thuộc hồi hướng. Nếu mà những chúng sanh này mà rơi vào cái điều kiện mà họ có thể họ nhận được thì họ nhận, không sao hết. Cho nên đó là khi mà chúng ta hồi hướng, giống như mình gửi những cái bưu phẩm, những cái món quà, bây giờ mình ghi đúng địa chỉ, đúng địa chỉ, số nhà, rồi đường phố gì đó, quận huyện gì đó đầy đủ. Nhưng mà có nhiều khi á, cái người phát đến cái nhà đó mà không có chủ nhà ở nhà, đi đâu xa lâu ngày, hoặc là có thậm chí có nhiều khi mình người ta phát nhưng mà cái chủ nhà người ta nó không nhận, không? Thì sao? Thì cái bưu phẩm đó người ta gửi trả trở lại cho mình. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta hồi hướng phước, nhưng mà những cái thân bằng quyến thuộc do những cái mê lầm tà kiến sâu nặng, rồi rơi vào những cái cảnh giới mà không thể thọ nhận được cái phước báo của quyến thuộc hồi hướng, thì đành chịu. Thành ra chúng ta phải hiểu biết như vậy, vì cái lòng thương tưởng, muốn cho quyến thuộc mình thoát khỏi những cái cảnh giới khổ đau. Nhưng mà sao? Mình không thể làm gì khác hơn, lực bất tòng tâm. Bây giờ những cái chúng sanh, cái tà kiến sâu dài, ở vào những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện không thể thọ nhận được, thì đó là do người ta thiếu cái nhân duyên. Thành ra cũng xin giải thích với Quang Thanh, chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư. Dạ, con cũng đã thấy Xích Quang Thanh. Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ, kính cảm ơn Xích Thanh Quang đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con Nguyên Trang, con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính mời tất cả mọi người ạ. Ồ, con thấy câu hỏi của Xích Tina. Tina, dạ, con xin đọc câu hỏi của Xích Tina. Thưa sư, Phật tử tại gia biết bạn mình đi câu cá về làm cho mình ăn, như vậy có phạm giới sát sanh hay cộng nghiệp với giới sát sanh không, thưa sư? Dạ, kính cảm ơn sư đã đặt câu hỏi.
Dạ con kính dâng mic lại cho sư để sư có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh ạ. Dạ sa thú, dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. À, trong cái trường hợp mà cái người tại gia cư sĩ, thí dụ như bây giờ mình biết bạn mình hay thích đi tiêu khiển bằng cách đi câu cá, đi câu cá về làm ăn, nhưng mà đó khi nào mình có cái tác ý, mình xúi mình thúc đẩy cái người đó đi câu, mình tác ý, mình thúc đẩy, mình xúi người đó đó sai bảo để mà người ta làm để phục vụ cho mình ăn đó, thì mình mới mới là cộng nghiệp, phải không? Còn bây giờ á, cái người bạn họ đi câu, cái chuyện của họ làm thì cái chuyện đó của họ. Nhưng mà bây giờ mình vô tình mình đến, họ mời mình ăn thì mình ăn, phải không? Tại vì mình ăn cái đó mình không có phạm giới gì hết á. Tại vì á, cái chuyện mà họ đi câu là cái tác ý của họ, rồi họ đã làm cái con vật đó. Bây giờ mình có ăn hay không có ăn thì cái con vật này cũng bị giết chết rồi. Chừng nào mà cái người này á, mình nói bạn câu cá hay quá, thôi bữa nay đi câu cá đi, đi câu cá kiếm cá về nấu canh chua ăn đó, rồi cái người bạn thực hành theo cái lời của mình á, thì mình cộng nghiệp đó. Còn cái vấn đề này á, cái chuyện mà người đó thích đi câu cá, họ câu, không? Rồi về câu về họ làm món này món nọ, mình đến họ mời mình ăn thì mình không có phạm gì hết. Chừng nào mà mình có cái tác ý, mình hoan hỷ theo, không? Bây giờ nó câu con cá về, nó đang để đó, mình thấy chà, trời ơi con cá này to quá ha, con cá này là nấu canh chua ngon à, con cá này mà nếu mà chiên ăn ngon à, đó mình vui theo cái điều bất thiện, rồi mình hoan hỷ cái pháp bất thiện đó thì mình sẽ cộng nghiệp. Còn vấn đề người ta nè, nhưng mà người ta đã làm sẵn rồi thì mình ăn không có dính dáng gì, có ăn thì cái pháp bất thiện này nó cũng đã diễn ra rồi. Mình không ăn thì cái pháp nó cũng đã xảy ra rồi, không có liên quan gì tới mình thì mình không có phạm. Còn nếu mình có cái lời số 7, mình hoan hỷ, mình tùy hỷ theo cái điều bất thiện thì mình sẽ cùng cộng nghiệp. Nó thì nó bệnh nặng thì mình cũng bị nhẹ nhẹ, nó bị tai nạn nặng thì mình cũng bị dính miễn, cũng bị nhẹ nhẹ, thì nhớ vậy. Thành ra đó, chúng ta không có tùy hỷ cũng như không có cái sự tác động thúc đẩy với những cái điều bất thiện thì mình sẽ không có ảnh hưởng. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, huynh thính pháp cho huynh như xin hỏi một câu này nha huynh. Dạ, con xin kính tri ân sư giải thích câu hỏi cho em Tina. Dạ, huynh như con có một cái thắc mắc bạch sư. Nếu mà một cái vị mà họ mở một cái tiệm cầm đồ, rồi họ thâu của những người mà ăn cắp đi vô mà bán lại cho họ đó sư, thì theo cái luật của nhà nước ở bên này á, con không biết bên Việt Nam sao, thì nếu mà chú hay là anh nhận cái đồ mà người ta đi ăn cắp tới đó thì sẽ bị phạm, là cứ có nghĩa là sẽ bị bắt.
Mặc dù chú không có xúi người ta đi ăn cắp đồ, không có xúi người ta đi ăn cướp, chú chỉ ngồi ở đó, chú chỉ mở tiệm thôi, ai thâu cái gì chú cũng bán. Nhưng mà nếu mà vô tâm á, mà chú không có biết là biết hay là không, mà chú nhận cái đồ mà người ta đi ăn cắp tới á, là chú cũng bị phạt và chú cũng bị tội luôn. Thành ra cái chỗ đó là con thắc mắc, nếu mà như vậy thì cái luật ở ngoài xã hội á, là nó cho cái người mua phải chịu trách nhiệm, còn theo cái luật nhân quả đó thì mình không có cần chịu trách nhiệm những chuyện của người khác làm, phải không bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì ví dụ cái trường hợp mà cô Nguyên Như nói đó, thì về theo cái luật hình sự đó, thì cái tội gọi là qua trữ, tiêu thụ những cái đồ đạc của người khác phạm tội mà có, thì cái này là nó phải liên đới chịu trách nhiệm. Nè, cái trường hợp không phải là tiệm trộm đồ, nhưng mà nó đi trộm cướp ở đâu á, nó đem lại nó cho mình. Nè, vô tình á, không biết mình nghĩ bạn bè mình thì mình giữ giùm. Nè, thì cái khi mà đổ bể ra, điều tra nó nói là cái món vật đó cướp về nó đem nó gửi cho cũng phải chịu trách nhiệm, không? Đó là nói về cái luật ở đời. Còn ở trong đảo thì cái đó thì nó đâu có dính dáng gì tới mình. Quý vị nhớ rằng cái tội trộm cướp là gì? Vật có chủ, phải không? Cố ý lấy, ráng sức lấy và đã chiếm được cái vật đó. Đó thì đầy đủ bốn chi đó thì tội vào cái tội trộm cắp, không? Còn cái này tự nhiên ở đâu nó sách đem lại nó gửi mình đâu biết gì đâu, hả? Mình không dính dáng gì tới, mình không xúi biểu nó, thì theo cái luật nhân quả thì mình không có phạm gì hết. Nhưng mà có những cái phạm luật đời, nhưng mà ở trong đạo thì không có phạm. Có những cái ở trong đạo phạm, nhưng mà cái luật đời thì nó không có phạm. Mình phải hiểu biết cái suy nghĩ đó cho nó rạch ròi. Cũng không cộng nghiệp, cũng có cộng nghiệp. Chừng nào như hồi nãy sư nói đó, bây giờ mình xúi nó, mình xúi nó, mình quan hỷ với cái bất thiện pháp của nó đó, thì mình mới cộng nghiệp. Mình biết nó là cái thằng ăn trộm, không? Bây giờ nói, bây giờ á, bữa nào á mày đi ăn trộm cái tượng Phật đi, cái tượng Phật đồng bằng đồng đẹp đẹp á, mày đem về mày để đây cho tao, không? Đó là mình coi như là đồng phạm đồng lõa rồi đó. Mình tại vì mình có cái lời nói, mình tác động, mình xúi dục nó, không? Rồi sao nó đem về nó giao cho mình đó, mình giữ thì coi như là mình đồng phạm với nó rồi. Còn cái này á, nó đi ăn trộm đâu không biết, nó đem về nó cho mình đó, thì theo cái bộ luật hình sự thì mặc dù là mình không có xúi bẫy hết, không biết, mình tưởng đâu là cái tượng nó, nó có cái tượng đẹp, tượng mà nó không thành, nó cho mình thì mình thành, không? Đó, nhưng mà khi mà người ta điều tra đổ bể ra là nó đi ăn trộm cái tượng Phật này đâu á, nó đem về nó đưa mình, thì về cái bộ luật hình sự là mình phải lớn chịu trách nhiệm tại vì cái tội mình là coi như chứa chấp cái đồ phi pháp, đồ của người pháp phạm tội mà có. Nhưng so với cái luật đạo đó,
mình có phạm. À, mình không có tác động, mình không xúi dục, mình cũng không có vui thích theo cái bất thiện mà của cái đối tượng này làm. À, thì mình không có phạm. À, còn chừng nào á nó đi ăn trộm. Nó đi ăn trộm đem cái tượng Phật về nó để đó, cái mình thấy cái tượng Phật đẹp quá. À, trời ơi. À, cái tượng Phật đẹp quá thôi mày cho nó đi. Đó thì cái lúc đó đó mình mở lời mình xin xỏi cái vật đó nó không có phù hợp, cái vật này là phát sanh lên bằng cái bất thiện nha. À, đó mà bây giờ á mình hoan hỷ, mình vui thích theo cái bất thiện pháp mà thì mình phạm đó. Thì nó mình phải phân biệt rạch ròi như vậy á thì mình mới tránh đi cái sự nghi về cái vấn đề mà phạm giới. À, xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh, chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, trong bài giảng ngày hôm nay sư có nói đến cái giới định tệ thưa sư, tức là giới năng sanh định năng sanh thanh tệ. Như vậy thưa sư, theo cái phần tuệ giác thưa sư, thì cái tướng trạng hay là cái đặc tính, cái tính chất của cái tuệ giác này nó như thế nào thưa sư? Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là làm sao một vị hành giả tri nhận được rằng là mình đã sở đắc được cái những cái gì trong phần trí tuệ đó sư, chẳng hạn như có thể chứng đắc được cái tam tướng vô thường khổ vô ngã, thì làm sao mà có thể ứng dụng vào trong cuộc sống bình nhật của vị đó thưa sư? Chẳng hạn ý cũng nói là khi mà tiếp người đại vật hay là thấy cảnh thấy nghịch lòng thì không khởi tâm sân, khi thấy cảnh đẹp hay là vui vẻ thì không sanh tâm tham ái, thì không, ý cũng muốn nói là làm sao mà cái vị hành giả trực nhận được là mình đã sở đắc được một phần là trí tuệ mà mình đã tu tập bao nhiêu năm thứ sư, thì sư có thể nói về cái tướng trạng, cái tính chất của cái trí tuệ như thế nào và sử dụng như thế nào trong cuộc sống của vị hành giả đó để đạt được sự lợi ích giải thoát thứ sư. Dạ, nhờ sư giảng chỗ này giùm cho con mô Phật ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì trí tuệ là nó có sự hiểu biết rõ ràng, tường tận, à, hay là còn gọi là liễu tri, à, thắng tri, tức là cái trí tuệ nó hiểu biết một cách rõ ràng, tường tận, à, là vượt trội, thì đó mới gọi là cái tuệ giác. À, chúng ta hiểu biết gì? Chúng ta hiểu biết về cái đối tượng. Một người phàm nhân cũng nhìn trên đối tượng, nhưng mà ta nhìn gì? Ta nhìn cái tịnh tướng, à, trên cái chế định, cái tục đế của bên ngoài. Thấy không? Ví dụ người ta nhìn, à, người ta nhìn cái tịnh tướng, thành ra người ta thấy là cái đây là một cái cô thiếu nữ, à, sắc diện như thế này, à, da dẻ như thế này thế khác, à, do cái thấy của người ta đó trên cái tịnh tướng, à, người ta mới khởi lên cái tâm tham ái. À, còn một cái vị mà người ta đã có cái tuệ giác thì cái nhìn người ta đó nó không còn cạn cợt ở trên cái bên ngoài nữa, mà mình nhìn là cái gì, là cái thực tướng. À, mình nhìn cái này là thô tướng, là 32 thể trượt, là đất nước lửa gió, à, là vô thường khổ vô ngã. Đó, mình nhìn xuyên thấu qua cái đối tượng thì sao?
cái tham ái làm sao mà nó sanh khởi được, thấy không? Đó, thành ra đó, cái tuệ giác nó là cái ánh sáng, à, nó đối trị với vô minh si mê, à, mà nếu mà si mê vô minh thì phiền não sanh khởi, mà vô minh thì gì? Vô minh thì duyên cho hành, à, đó là phiền não khổ đau, à, còn trí tuệ gì? Trí tuệ duyên cho giải thoát, thì giải thoát thì chấm dứt mọi phiền não khổ đau. Đó thì hai cái nó đối lập với nhau, à, một cái trạng thái là mê mờ đắm nhiễm, à, còn một cái trạng thái là gì? Sáng suốt vượt thoát, à, đó, do cái thấy của phàm nhân, à, nó khác với cái thấy của các bậc thánh nhân, à, chính nhờ các vị thánh nhân đã có cái tệ giác rồi thì mình sẽ vượt thoát ra được, à, đó, cho nên đó là cái vị mà sơ đạo sơ quả thì diệt trừ ba cái gì? Ba cái là hạ phần kiến sử, thân kiến, hoài nghi, dễ cấm thủ, à, vị này không còn cái chấp về cái thấy của cái thân ngũ quẩn này nữa, không còn chấp thủ về cái thân kiến nữa rồi, à, cho nên mới vượt thoát ra được những chế định tục đế ở trong đối tượng, à, là như vậy, à, xin giải đáp cái thắc mắc của thính pháp. Dạ, chắc đến đây thời gian cũng vừa phải lẽ, và dạ, với phước báo của ngày hôm nay thì cũng xin cầu mong chư tôn đức có thể ca ngang, và dạ, kính chúc tất cả quý Phật tử, à, nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh vượt qua những cái tai ương dịch quả bệnh tật. À, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Thamma giá. Nam mô Sankhaya giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, và con cũng kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp. Ya de vata santi vihara vasini thu be kare po thi kare tahin ta thamma da ne na pha wan tu pu chi ta so ting karon te thari Tha vi ha ra man da le Thế ra cha mắt cha na wa ka cha phết kha wo sa ra mi ka da na ba ti U pa sa ka Ga ha ma cha de sa ni ga ha ma cha it sa ra Sap ba na phu ta su khi ta fa wan tu te Cha la pu cha ye pi cha an Da sam pha wa san se da cha ta Atha wu pa pa ti ka Ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te Sap be pi duk kha sa ka ron Tu sang kha yang Tha tu chang sa tang tham mo tham ma tha ra cha buk ga la Sang kho ho tu sa mak go wa at tha Ya cha hi ta ya cha am he rakkhatu sang thammo sabbe pi dhammacarino vithin sampapuneya ma dhammariyappave dite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành,
để khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh, sư Thanh Tâm đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến với Zoom và tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Và con kính mời quý cô chú đạo hữu trở lại Zoom vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Và ngày mai sẽ là buổi họp nhóm của Zoom Nguyên Như Kỳ Viên do Nguyên Như chia sẻ ạ. Và chúng con kính mời quý cô chú, quý sư cùng đến tham gia. Dạ, sau đây một lần nữa con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời điều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính tạm biệt đạo tràng. Dạ, con xin xuống mít đạo.